Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu nổi tiếng với những cỗ máy đẹp nhất trên thế giới. Và thương hiệu đó không phải là một thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, lại càng không phải một thương hiệu đồng hồ Nhật Bản, mà đó là một thương hiệu đồng hồ của nước Đức. Và đó chính là thương hiệu Alarm & John, một cái tên gạo cội trong làng đồng hồ, với những cỗ máy được sánh với những tuyệt tác nghệ thuật cơ khí. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc đồng hồ Alarm & John Leng 1 với chức năng Moon Phase và thời lượng cót ngay sau đây các bạn nhé. Chiếc đồng hồ mà chúng ta đang chiêm ngưỡng ở đây là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Leng 1. Thì bộ sưu tập này luôn luôn giữ một vị trí quan trọng trong cái gia tài của thương hiệu Alarm & John. Bộ sưu tập này thì sở hữu một thiết kế bất đối xứng đặc trưng với mặt số giờ phút được đặt lệch sang một bên. Phía còn lại thì là để hiển thị các tính năng khác. Như chiếc đồng hồ mà chúng ta đang thấy thì ở phía bên tay phải của chúng ta đó chính là một bộ kim đồng hồ báo cót, thời lượng cót này, ngày này, và một chức năng rất là đẹp mắt đó chính là chức năng Moon Phase. Khác với những chiếc đồng hồ đến từ quốc gia láng giềng đó là Thụy Sĩ thì Alarm & John thường không sở hữu những cái mặt số được trang trí cầu kỳ hay là phức tạp, cũng như là có nhiều phong cách hoàn thiện khác nhau. Nếu như mặt số của Patek Philippe thường được hoàn thiện bằng cách là trải tia, tráng men, breguet thì là những đường vân bu lôi rất là cuốn hút, thì Alarm & John lại hoàn toàn khác, sở hữu một cái mặt số trơn rất là đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế như các bạn đang thấy. Theo đúng thiết kế truyền thống của bộ sưu tập Leng 1, mặt số giờ phút được đặt lệch sang phía bên trái, nhường phần bên phải cho các tính năng phụ. Chúng ta hãy đi sâu vào mặt số của chiếc đồng hồ này. Và đầu tiên chúng ta hãy nhìn về lịch ngày của chiếc đồng hồ. Thì lịch ngày của chiếc đồng hồ này thì hiển thị qua một ô cửa sổ nhỏ với hai cánh cửa sổ với hai đĩa lịch ở phía bên dưới. Nói đơn giản, lịch của Alarm & John phức tạp gấp đôi nhưng bù lại có diện tích hiển thị lớn hơn, đẹp mắt hơn. Lịch ngày có thể được điều chỉnh nhanh qua nút bấm ở góc 10 giờ thay vì điều chỉnh qua núm chỉnh giờ. Lịch tuần trăng của mẫu đồng hồ này cũng rất là đặc biệt, không nhảy một lần mỗi ngày như những mẫu đồng hồ thông thường. Thay vào đó, đĩa lịch trăng được gắn với kim dây và di chuyển liên tục với tốc độ rất là chậm. Tất nhiên, đĩa lịch này vẫn phải kết thúc một vòng khi chu kỳ trăng kết thúc. Ngoài hai cơ chế đặc biệt này thì ở phía bên tay phải của đồng hồ chúng ta có thể thấy được một cây kim và một bộ báo cót giúp chúng ta biết được thời điểm nào cần phải lên cót cho đồng hồ, một tính năng đặc biệt dụng cho những chiếc đồng hồ phải lên dây cót. Điều khiển tất cả những cái tính năng phức tạp trên chính là một cái bộ máy caliber với mã hiệu là L901.5 được sản xuất in-house hoàn toàn bởi Alarm & John. Từ mặt kính sapphire phía sau, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được độ hoàn thiện tinh vi của bộ máy này. Phần lớn bộ máy được che phủ bởi cầu nối 3/4 đặc trưng của người Đức, nhưng chúng ta vẫn có thể quan sát được những chi tiết quan trọng nhất. Ở trên cầu nối 3/4 là những chân kính được làm từ tinh thể ruby, được bao bọc bởi lớp viền vàng. Cái thuật ngữ chuyên ngành trong đồng hồ ấy thường gọi đây là chaton. Mỗi một chaton vàng lại được cố định bởi 2 hoặc là 3 đinh ốc nhỏ, và mỗi đinh ốc nhỏ này lại được xử lý nhiệt để cho ra một cái màu xanh dương đồng nhất. Như bạn đang thấy, những cái bộ chaton cùng với ốc vít nó đã tạo nên một cái đặc trưng riêng của người Đức, cũng như là đặc trưng riêng của Alarm & John mà không một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ hay một thương hiệu đồng hồ nào khác có thể bắt chước được. Nhìn chung, từng chi tiết trên bộ máy được chăm chút một cách cực kỳ tỉ mỉ và công phu. Đó là tôi đang bàn về 3/4 bộ máy được bao phủ với cầu nối. Còn 1/4 còn lại thì là sẽ như thế nào? 1/4 còn lại chính là cái cơ chế duy nhất được lộ ra ở mặt đáy của chiếc đồng hồ. Đây chính là bộ dao động với bánh xe cân bằng bằng vàng, được cố định bởi một cầu nối chạm khắc rất là công phu và tỉ mỉ. Trên cầu nối đó là một chiếc vít nhỏ có tác dụng điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của đồng hồ. Toàn bộ hệ thống máy móc phức tạp, mặt số cầu kỳ đó được bao bọc một lớp vỏ vàng hồng có đường kính chỉ có 38.5mm. Bộ máy có đường kính chỉ 30.6mm mà thôi các bạn ạ. Bộ vỏ đồng hồ cũng được thiết kế theo phong cách rất là đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên video. Từng cạnh đều được đánh bóng rất là cẩn thận này, những góc nhọn thì được vát rất là đều, tạo cảm giác dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh búng chỉnh giờ quen thuộc góc 3 giờ, chúng ta có
thêm một nút bấm góc 10 giờ với nhiệm vụ chỉnh ngày như tôi đã đề cập ở bên trên. Đi kèm với chiếc đồng hồ Langenzone là một bộ là dây da cá sấu và khóa cài cổ điển. Và khóa cài này thì đương nhiên cũng được làm từ vàng hồng, rất là lịch thiệp và sang trọng. Vâng, và đây là cuối video này rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Jabra Luxury. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.